chào mọi người nha. Hôm nay mua khí chân gà, mọi người mua khí chân gà về làm món ấy, chân gà này. Chân gà to, mua lửa chân gà to to đúng không mọi người. Cắt cái ra để cho nó, mình nấu cái nước cho nó ra cái nước xương nó ngọt nha mọi người. Rồi trụng qua nước sôi nha mọi người, trụng qua nước sôi cho nó đỡ tành. Húp trước nén cho nó thấm nha mọi người. Đồ không để cho nó khô à, để tầm để cho nó khô ra. Nấu nước xả mọi người, nó xả rồi vô cho nó thơm cái nước. Đó, nước sôi rồi mọi người ơi. Ây à, thơm phức luôn, thơm xả quá. Làm chân gà mà không thơm chân gà, thơm xả quá. Nên ném vô cho nước nó vừa rồi cho nó thấm vô chân gà, hầm nó thấm vô chân gà luôn. Nó mềm mà, rồi mình cho nước dừa vô nha mọi người. Nó ra ngay nhà trồng mọi người, nhà trồng 10 phút rồi mọi người. Ủa chân gà nở rồi. Ồ, đó. Và cho nước dừa vô. Xong muối trừ chanh. Ok, 10 phút, sau 10 phút rồi mọi người. 10 phút cho nước dừa vô coi thử coi. Wow, ngọt quá. Nấm ra. Cho nấm vô nha mọi người. Đó. Rồi, cho nấm vô cho nó ra nước nó ngọt thêm tí nữa. Ngon hết hồn luôn hả? Mình thử vừa ăn cho. Chưa. Bỏ cái đấy được. À, rau đầm vô. Không có nghe mình gấp này đó. Rồi đâm vô trước. Rồi gà lá giang mà. Rồi bây giờ cho lá giang vô. Đây là chân gà nấu lá giang nha mọi người. Ăn chua không? Chút bữa cứ xài ấy, xài con lọc mà nó chua quá, lá giang nổi vô xô một thầu ăn. Vô đó không? Thẳng tay luôn. Rồi, được cái này không? Cái này cho vô nó mới thơm. Ngủ điếc với lại ngồi tàu. Ủa, cũng quay kia ngủ điếc ở này ngồi ôm. Uống vô rồi, thầy. Uống vô lấy rồi à. Rồi, cho chân gà ra. Đi mới cầm. Chẳng lấy vậy không? Có năm dặn là có năm không nhậu. Xong món chân gà nấu lá giang rồi mọi người. Đó. Chân gà gấp ra cho nguội dễ ăn. Hấp miếng nước ăn, làm miếng nấm rồi miếng rau vô ra. Úc nồng to quá tôi ông sao mềm dữ mềm hết, chân gà mềm lắm hả, nhai nuốt luôn cả xương. Mời mọi người nha. Ui dồi, không biết ăn cái này là ăn gì mà tẩm tiến bộ ăn cho nó. Muốn chua hả? Lá giang thì bằng chua hả? Trộn hết gà rồi. Làm cái chân gà coi. Làm chân gà mà.
Mềm giòn gụm luôn, nhai cũng là giòn không? Thấm ớt xanh hay thèm nha, mà làm cái bằng chân mình thôi. Có thèm cũng không có ai.